Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Ý Đức và ngày hôm nay thì chúng tôi lại xin trở lại với quý vị trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Vâng, chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đặc biệt cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu coi xem ở người tuổi cao, tức là người già đó, thì thưa quý vị, cái vấn đề dùng dược phẩm của họ ra làm sao, nhiều hay ít, và có thường gây ra những cái phản ứng gì hay là không. Thì trước hết, nói đến tuổi già hoặc là tuổi cao thì chúng ta biết rằng đây là một cái giai đoạn của cuộc đời trong một cái chu kỳ mà người ta thường nói là sinh, lão, bệnh và tử. Sinh, lão, bệnh và tử. Thành ra bệnh nó đi sau cái khâu lão. Và tức là trong trường hợp này, khi đã già thì tất nhiên là có bệnh. Có bệnh thì phải sử dụng thuốc. Và cái tuổi già nó là một cái sự thay đổi tự nhiên của các sinh vật cao cấp, con người. Và trong số những cái người già như vậy đó thì nó có một cái số thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Tức là nó có thể gây ra một số những cái trở ngại cho cơ thể. Thì đối với quý vị cao niên thì thường thường chúng ta thấy rằng họ rất chăm ti để ý chăm sóc tới sức khỏe của họ. Cho nên khi có một cái bệnh nào đó là họ bắt đầu họ đi kiếm thuốc để họ uống ngay. Và những thuốc này thì có thể là do bác sĩ biên toa, hoặc là do bạn bè giới thiệu, hoặc là đọc sách báo, hoặc là ra ngoài tiệm thuốc Tây tự mua để về uống. Và vì vậy cho nên thưa quý vị, những cái tác dụng phụ hay là những cái phản ứng của thuốc nó thường xảy ra cho người cao tuổi. Và vì vậy cho nên đã có nhận xét rằng thì là những người trên 65 tuổi chỉ chiếm 13% dân số, nhưng mà họ dùng tới 36% tổng số dược phẩm ở trên thị trường. Và cũng nghiên cứu cho hay rằng thì là 87% người dùng một loại thuốc và ba cái loại thuốc tự mua, tức là 87%, con số đó cũng nhiều, dùng một loại thuốc cộng thêm với ba loại thuốc tự mua. Thêm vào đó lại có khoảng chừng là 40% dùng các loại sinh tố khoáng chất thêm vào trong đó. Và đặc biệt là người trong nhà dưỡng lão thì thường thường họ dùng tới 8 loại thuốc. Cũng cùng một nhận xét thì người ta thấy rằng 19% những người trên 65 tuổi điều trị tại bệnh viện là do phản ứng thuốc mà ra, là tại vì uống nhiều quá. Và 19% thương tích là cũng là hậu quả của dùng nhiều dược phẩm. Và những cái phản ứng do dược phẩm gây ra thì nó đứng hàng thứ ba trong số những cái tử vong. Và thưa quý vị, đây là nhận xét của một nhà chuyên môn. Thì người ta nói rằng dùng thuốc có lẽ là cách duy nhất để phòng ngừa bệnh tật và tử vong ở người cao tuổi. Và vì thế cho nên ở bất cứ một triệu chứng nào đó thì thưa quý vị, bệnh nhân, người cao tuổi cũng đi tìm thuốc để uống. Và vào đó những cái loại mà gọi là phản ứng nó có thể xảy ra. Và cũng có nhận xét cho rằng thì là nếu tác dụng phụ của dược phẩm được coi như là một bệnh thì thưa quý vị, cái tác dụng này sẽ đứng hàng thứ tư hoặc là thứ năm trong số những cái nguyên nhân gây ra tử vong tại Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi tại làm sao mà lại có cái vấn đề dùng nhiều thuốc ở người cao tuổi. Thứ nhất là tại vì ở những người đó thì họ có thể uống nhiều loại thuốc khác nhau cho nhiều bệnh, là tại vì với tuổi cao thì thường thường không phải là chỉ có một bệnh mà có nhiều bệnh. Và nhiều khi những cái thuốc này đó thì nó lại trùng hợp với nhau, tức là nó cùng một cái tác dụng. Hoặc là những cái trường hợp thuốc tốt không được dùng vì sợ có bị phản ứng. Hoặc là tuổi già cũng không phải là cái chống chỉ định cho việc dùng thuốc, tức là người già là phải uống thuốc chứ không phải là cứ nói hay xảy ra cái phản ứng rồi là chống chỉ định thì cái điểm đó là không được. Và một cái điểm quan hệ nữa chúng ta cần nhớ rằng thì là người cao tuổi, bất cứ một cái thuốc nào nó cũng có thể gây ra những cái sự thay đổi về tâm trạng, về tính tình của họ. Hoặc là chúng ta biết rằng những cái tác dụng phụ đó nó có thể xuất hiện từ từ và nó có thể kéo dài, có khi cả vài ba tháng. Trong cái hình vẽ này thì chúng tôi nói qua về cái vấn đề mà khi uống thuốc vào trong cơ thể, uống thuốc vào thì thưa quý vị, nó sẽ vào cái ruột của chúng ta, rồi nó sẽ được đưa vào gan. Đó, đưa vào gan, rồi gan này nó sẽ làm cái công việc mà gọi là phân phối, phân hóa
chuyển hóa, rồi sau đó nó sẽ chuyển sang bên những cái ruột già để mà đưa đi, mà gọi là tác dụng ở những bộ phận khác nhau. Đó là trong trường hợp uống. Trong trường hợp mà thuốc hít, thuốc xịt cuống họng, xịt mũi đó, thì thưa quý vị, nó đi thẳng vào trong mạch máu, hoặc là chích thì cũng đi thẳng vào mạch máu, rồi từ đó nó đi phân phối khắp cơ thể, rồi nó sẽ được loại ra ngoài. Thứ nhất là qua cái phân của mình, thứ hai là qua cái không khí, qua cái hơi thở của mình, và thứ ba là qua cái nước tiểu của mình. Ở người cao tuổi thì cái sự hấp thụ thuốc nó giảm đi, sự chuyển hóa nó cũng giảm đi, cái phân phối nó cũng giảm đi, và cái sự mà gọi là loại thải nó cũng giảm đi. Và những cái thay đổi này thì có thể là vì hấp thụ nó có thể giảm đi, là tại vì ở người cao tuổi thì cái số lượng nước nó cũng bớt đi, và cái khả năng của gan đó để mà gọi là hấp thụ nó cũng giảm đi chừng được 50%, và cơ thể của con người cũng tăng cái nhạy cảm đối với các loại thực phẩm. Về chuyển hóa tức là vào trong cơ thể, vào gan, gan chuyển ra các chất khác nhau, thì thưa quý vị, cái máu nó vào gan nó xuống còn có 40-50%, thành ra cái sự chuyển hóa nó cũng chậm đi, và sự phân phối thuốc nó cũng thay đổi, tức là thuốc nó nằm nhiều ở những cái tế bào mỡ, và do đó nó có thể làm cho cái tác dụng của chúng ta nó chậm lại được. Và đây là cái hình ảnh của sự phế thải thuốc, là cái thận máu vào nó ít, thành ra cái sự phế thải thuốc nó ra nó cũng tương đối là nó chậm hơn. Ở người cao tuổi thì nó có một số những điểm mà các nhà chuyên môn hoặc là bác sĩ trước khi bên toa thuốc sẽ cần phải cân nhắc, là coi xem người cao tuổi đó có thực sự cần thuốc hay là không. Và nếu cần thì lựa những loại thuốc thích hợp nhất, và lựa những cái liều lượng và cách uống đúng với cái tình trạng của bệnh. Và đồng thời cũng phải theo dõi cái công dụng và cái tác dụng của cái loại thuốc đó là ra làm sao. Và cái vấn đề quan hệ là chỉ dẫn tất cả những cái điều cần để cho người bệnh biết. Và một cái điểm quan hệ khác là đừng cho những cái thuốc mà chưa được xác định bệnh, hoặc là chúng ta cần phải bắt đầu với cái liều lượng nhỏ rồi tăng dần lên, và đặc biệt là không nên cho hai loại thuốc giống nhau và theo dõi kết quả trước khi thay hoặc là thêm thuốc. Cái vấn đề cân nhắc lợi hại trước khi biên toa là cái điểm mà bác sĩ cần phải làm, và tránh dùng thuốc để điều trị phản ứng của một loại thuốc khác. Thì thưa quý vị, đấy là một cái điểm mà nhiều bác sĩ hiện nay cũng hay áp dụng. Và chúng ta cũng để ý rằng thì là có những cái loại thuốc nó có những cái tác dụng, cái phản ứng giữa thuốc và thuốc, và thuốc với bệnh, thành ra cho thuốc càng giản dị càng tốt. Và cái liều lượng thì cần phải để ý tới cái liều lượng. Bác sĩ cũng cần cân nhắc cái vấn đề thuốc nhiều hoặc là ít, và phải cho đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng bệnh, thích hợp với tình trạng của người bệnh. Và tránh những cái viên thuốc mà chúng ta gọi là bá bệnh hoặc là vạn bệnh tiêu trừ, thì thưa quý vị, chúng ta không nên sử dụng những cái loại thuốc đó. Còn với người bệnh, tức là người cao tuổi, thì thưa quý vị, trước khi mà dùng thuốc thì chúng ta phải kiểm soát lại cái thuốc đang dùng, coi xem nó là cái loại thuốc gì, và coi xem rằng thì là nếu mà cái thuốc đó nó không hợp với cái bệnh của chúng ta thì nên ngưng thuốc, cũng như là coi xem tác dụng phụ của nó, hoặc là có những cái dấu hiệu mới thì dấu hiệu nó sẽ ra làm sao. Và đồng thời cũng có thể thay thế với những cái loại thuốc an toàn hơn nếu mà có những cái tác dụng phụ. Và điểm quan hệ là cần phải hỏi bác sĩ về cách chữa nào khác ngoài cái vấn đề dùng thuốc. Và cái điểm quan hệ là chúng ta cần phải viết rõ ràng các hướng dẫn của bác sĩ và dược sĩ, và như vậy có thể là tránh được những cái sự mà gọi là phản ứng do thuốc. Đặc biệt ở người cao tuổi là, thưa quý vị, cái rủi ro phản ứng nó tăng gấp 3 lần vì kích thước của cơ thể nó nhỏ lại, các chức năng của cơ thể nó cũng giảm đi, sự tích tụ của các tổn thương vì bệnh của cơ thể nó cũng làm cho cái cơ thể nó suy yếu. Và thưa quý vị, một cái điểm quan hệ khác là cái phản ứng nó cũng xảy ra khi mà chúng ta đã từng dùng nhiều cái loại thuốc mạnh hơn. Và thưa quý vị, trong trường hợp này đó, một cái điểm chúng ta cần lưu ý là nhiều khi chúng ta không tuân theo những cái hướng dẫn của bác sĩ. Và khi không tuân theo đó thì thưa quý vị, có thể uống nhiều thuốc, cứ nghĩ rằng uống nhiều thuốc thì mau khỏi bệnh. Rồi cũng có những trường hợp mình nói với người khác rằng ông thử uống cái thuốc của tôi coi xem có bớt bệnh hay không. Rồi có những trường hợp mà còn là tự quyết định cách dùng thuốc, hoặc là bất cẩn khi không dùng thuốc.
Nó có một cái điểm về vấn đề thuốc, chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thuốc đó mà cái liều lượng đó thì được bào chế theo cái tiêu chuẩn của giới trung niên. Thành ra thưa quý vị, đối với người cao tuổi thì cần phải dùng một cái lượng nhỏ hơn. Một cái điểm khác là ở những người cao tuổi thường thường nó có một cái sự thay đổi về tâm trí, cho nên nhiều khi không hiểu được toa thuốc và không biết được cách dùng thuốc ra làm sao, là tại vì nó nhiều khi nó phức tạp. Và tác dụng phụ của thuốc có thể là mất định hướng, có thể là ngây ngất, có thể là buồn ngủ, hoặc là thay đổi chức năng ở trong cơ thể của chúng ta. Và đây là cái điểm mà bệnh nhân cần lưu ý, là tất cả các dạng thuốc nó đều là thuốc cả, dù là thuốc mở mắt, chống axit hoặc là giảm đau. Thành ra nên ghi tất cả những cái thuốc đó vào một cái danh sách và cho bác sĩ hay ngay. Và nếu mà trong khi đang uống thuốc mà chúng ta uống rượu hoặc là dùng thuốc trợ ngủ hoặc hút thuốc lá thì nên cho bác sĩ hay ngay. Và khi dùng thuốc thì chúng ta nên để thuốc vào trong một cái hộp có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Và như vậy thì tránh được những cái trường hợp mà gọi là lầm lẫn, hoặc là khi chúng ta cắt đôi thuốc hoặc là tán thuốc, đấy cũng là cái điểm quan hệ. Ở người cao tuổi thường thường cái thị lực nó giảm đi, thành ra nói với dược sĩ cho những cái nhãn thuốc có chữ lớn để mà dễ đọc. Và thưa quý vị, nếu cần thì có thể hỏi thêm chi tiết ở nhiều trung tâm khác nhau. Đây là chỉ là những cái điểm mà chúng tôi xin ghi lại, tức là viết các điều muốn hỏi bác sĩ trước khi đi khám bệnh. Nói tóm lại thì thưa quý vị, cái sự dùng thuốc thành công khi đúng thuốc, đúng liều lượng và với đúng bệnh cho mỗi cá nhân của người bệnh. Và thứ hai là thưa quý vị, cái tuổi tác nó có ảnh hưởng lên sự dùng thuốc, cái tuổi tác ảnh hưởng đến sự dùng thuốc. Và thứ ba, các phản ứng của thuốc rất thường xảy ra ở người tuổi cao. Và thưa quý vị, những cái rủi ro phản ứng này có thể giảm được nhờ biên toa đúng cách. Thì thưa quý vị, đó là những cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng rất quan hệ đối với người cao tuổi. Để kết luận thì chúng tôi xin đưa ra một nhận xét của một vị giáo sư y khoa. Ông ấy nói rằng thì là sự muốn dùng dược phẩm là một đặc trưng lớn để phân biệt con người với loài vật. Loài vật nó không biết cách uống thuốc. Và để dùng dược phẩm an toàn, hữu hiệu thì thưa quý vị, cần phải có sự hợp tác của bệnh nhân, của bác sĩ và của dược sĩ, phải phối hợp cả ba người đó. Thì thưa quý vị, bây giờ người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, mới có thể sống được một cách bình an. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng thì là người cao tuổi có rủi ro bị phản ứng với dược phẩm gấp đôi ở giới trẻ. Thì thưa quý vị, đây là nhận xét được đăng ở trong một tờ báo của Hội Dược Khoa. Cũng như là 20% giới tuổi cao dùng ít nhất một loại thuốc không thích hợp. Đây là một cái nghiên cứu của cái tờ nội san của Hội Y sĩ tại Hoa Kỳ. Và trong khi đó thì Hội về lão khoa thì người ta nhận xét rằng là 30% người nằm ở bệnh viện là do phản ứng thuốc, và nó đứng hàng thứ 5 trong các cái nguyên nhân tử vong gây ra bệnh. Và riêng tại Hoa Kỳ vào năm 1994 có 100.000 trường hợp thiệt mạng vì phản ứng của thuốc. Trong cái hình có tính cách hài hước này thì cái vị cao tuổi này than phiền rằng thì là mỗi ngày tôi uống hạ thuốc huyết áp, thuốc ngủ, vitamin, thuốc bổ thận, vậy mà vẫn cứ già. Thì thưa quý vị, đó là một cái sự than phiền. Trong khi đó thì thưa quý vị, trong cái vấn đề sử dụng thuốc thì có nhiều khi như chúng tôi đã nói là dùng một loại thuốc nó có thể tạo ra cái phản ứng, rồi lại lấy một cái loại thuốc thứ hai để mà chữa cái phản ứng đó. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều sai. Thì trong trường hợp này, ông dược sĩ này, ông nói với bệnh nhân, bác sĩ này nói với bệnh nhân sau khi khám rằng thì toa số 1 để chữa viêm xương khớp nhưng mà có thể gây suy tim, cái toa số 2 để chữa suy tim nhưng mà có thể gây ra suy gan, và cái toa thứ 3 có thể ngăn suy gan nhưng mà có thể gây ra ung thư nhiễm tuyến. Thành ra thưa quý vị, cứ lấy thuốc nọ để mà điều trị những cái loại thuốc kia. Và một cái lời khuyên cuối cùng, hay là một lời nhắc nhở, là đừng bao giờ dùng một loại thuốc mà có nhiều phản ứng hơn là triệu chứng của bệnh. Tức là cái thuốc đó nó gây ra nhiều cái phản ứng hơn là trong cái triệu chứng của bệnh. Thì thưa quý vị, đó là một vài cái kiến thức về vấn đề sử dụng thuốc ở những người cao tuổi. Là những người thứ nhất uống nhiều thuốc khác nhau.
Thứ hai, hơi có một bệnh là đã bắt đầu đi kiếm thuốc. Thứ ba, thay đổi cấu tạo và sinh lý của cơ thể đưa tới cái trường hợp họ thường hay bị phản ứng nhiều hơn. Và nếu chúng ta nhớ được những điều đó, áp dụng được những điều đó thì thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta sẽ vui hơn và chúng ta sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn đó thưa quý vị thính giả. Xin chào tạm biệt quý vị và chúng tôi xin hẹn vào kỳ tới.